quay gì chờ lâu lắm. Hiện giờ đoàn của chúng ta đang ở trên cano, chuẩn bị di chuyển ra đảo Kỳ Con. Chào cười. Chào đây. Đâu khỏi tạo dáng đi. Đây. Rồi. Cho gửi đây này. Cái máy to đùng đây. Để bóp nữa. Có người cầm cái giang lên. Cái máy đang nổ. Trời ơi. Nhắm chạy hơn cano không? Lậu ra cho nó mát. Cô hướng dẫn viên này có biết bơi không? Dạ, không. Không đồng chí ạ. Không à? Giống tôi thế nhỉ? Trời ơi, nghiện rồi. Ai biểu ông bà đặt chi cái tên anh Túc Chi mà Túc Miệng chi người ta nghiện là đúng rồi. Giờ đổi cái tên đi. Ừ. Thấy vô nãy mất luôn rồi. Nó tự động cúp mà anh, ví dụ như quay ra một khoảng thời gian bao nhiêu rồi nó tự động cúp, nhưng mà nó vẫn quay. Nhưng mà mình biết cái lấu nào. Đoàn của chúng ta vừa xuất khỏi bến, trên đường đến Kỳ Co. Với thời gian 15 phút là mọi người sẽ ra đến đảo. Phải thôi là FLC. Cano đang bắt đầu. Bám chặt nha. Thank you.
xong cọp. Sống do chiếc cano kia nó đi qua này.